thị trường chủ nhiệm V-League 2023. Cầu thủ nhập tịch Trần Trung Hiếu đã rời Nam Định sau cuộc thay máu rầm rộ ở sân Thiên Trường để đến với Big Bash Bình Dương. Trong số đó thì Rodrigo Diaz cũng phải ra đi khi không có mùa giải 2022 thực sự tốt. Ngoài ra, đội chủ sân Bình Dương đã thay máu tất cả ngoại binh của mình để đem về vua phá lưới V-League 2022 Golden Rimario và tiền vệ trụ cột của câu lạc bộ Hải Phòng Moses Oloya. Mất hai cầu thủ quan trọng nhất trong hình của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Tuy nhiên, câu lạc bộ Hải Phòng chỉ có thể mang về hai ngoại binh khá là lẫm, đó là tiền đạo Otoku của Ghana và hậu vệ Biku Bisai của Haiti. Thị trường chủ nhiệm V-League 2023. Câu lạc bộ Hà Nội đã đăng ký hai cái tên còn lại trong ba ngoại binh trước vòng 4 V-League 2023, đó là tiền vệ Zihon Gray và trung vệ từng thi đấu ở giải đấu Ngoại hạng Anh cho câu lạc bộ Arsenal, Ethan Montero. Tân binh V-League 2023, câu lạc bộ Khánh Hòa đã chiêu mộ bộ ba ngoại binh đều đến từ Brazil là tiền đạo từng đá ở Thái Lịch, Douglas Pereira, trung vệ Jairo Rodriguez và tiền đạo Jago Goncalves. Cùng với đó thì tiền vệ Việt kiều Pháp Brian Hà sẽ là người mang trọng trách thay thế lão tướng Lê Tấn Tài ở mùa giải năm nay. Viettel có ngoại binh duy nhất ở thị trường chủ nhiệm V-League 2023, đó là tiền đạo Jefferson Elias khi đã giữ lại Giovanni và Zaha. Hãy like và đăng ký cho Golden Star Warriors để cập nhật thị trường chủ nhiệm V-League 2023 nhé.